Chúng con kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni an tọa, kính mời Phật tử đồng an tọa. Tiếp theo đây là pháp thoại của Hòa Thượng Viện Chủ Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, kim Viện Chủ Tu Viện Hương Nghiêm, với chủ đề Tâm Hiếu là Tâm Phật, Hạnh Hiếu là Hạnh Phật. Chúng con nhất tâm cung thỉnh Hòa Thượng ban pháp thoại và kính mời quý vị cùng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị. Trong mùa Vu Lan này, tôi để tâm mình lặng đọc, nghĩ tới không chỉ người mẹ của tôi, mà nghĩ tới bao nhiêu những người mẹ Việt Nam. Trải qua những thời chiến tranh tao loạn, lụt lội bão tố, đã sống trong những hoàn cảnh kinh hoàng. Và những người mẹ đó đã sống ôm cả một nỗi niềm đau khổ vô bờ. Đau đớn bầy, mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong lều, nạo nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, cơn bỏng xế giật giờ trước ngọn. Đó là hai câu thơ của Nguyễn Đình Chiểu, mô tả cái hình ảnh của những người mẹ, những người vợ trong những thời chiến tranh chống Pháp trước đây. Ở những thời đó, cũng ở những thời đại sau này, trong những cuộc chiến tranh về sau, những người con gái Việt Nam lớn lên làm vợ đã từng chịu những cảnh, những người vợ sống cô độc, đem thân mình làm tất cả mọi cách để nuôi con mình được lớn lên. Những người mẹ nhận xác của con mình về, để rồi không còn một giọt nước mắt nào khóc con hết cả. Tôi đã từng chứng kiến ở trong một ngôi nhà hiu quạnh, chỉ một bà mẹ già còn đó thôi, những đứa con của bà chết hết cả rồi. Những đứa con đi theo bên này, những đứa con đi theo bên kia, và cả hai đứa con của bà đều chết hết tất cả. Trên bàn thờ, hình ảnh hai đứa con còn đó vì nhang khói đêm ngày mà thôi. Ta hãy tưởng tượng một người mẹ sẽ đau đớn như thế nào trong trái tim của mình khi nhìn thấy những đứa con của mình chết trong chiến tranh, trong bom đạn như thế. Bên này bên kia, có lẽ trong trái tim của người mẹ đó chẳng cần biết bên nào hết cả, chỉ biết sự đau đớn tới tận cùng. Và rồi người mẹ chứ không phải ai khác, phải đem tấm thân của mình, cả cuộc đời của mình gánh lấy những gánh nặng lịch sử oan khiên, để chỉ biết nhìn những đứa con như vậy. Những người mẹ như người mẹ Việt Nam của Nguyễn Du, từng lặng lẽ đem chiếc khăn đi gói đầu đứa con mình bị chặt, để rồi trở về chỉ còn âm thanh của tiếng chuông chùa an ủi ở bên tai mình mà thôi. Mấy tháng trước đây, tôi chứng kiến một người mẹ trẻ ở tại cái hội trường của chùa Việt Nam ôm một đứa con. Đứa con bị cái bệnh tự kỷ, nó cởi áo cởi quần, và người mẹ trẻ đó phải chạy theo đứa con của mình. Và tôi tưởng tượng một người mẹ như thế sẽ đau khổ biết bao nhiêu trong suốt của cuộc đời của mình để nuôi một đứa con bị bệnh tật như vậy. Quý vị hãy tưởng niệm tới những người mẹ như thế đi, để mình thấy được cái nỗi đau đớn của những người mẹ Việt Nam là như thế nào. Thú thật quý vị, khi tôi nhìn lại những người mẹ Việt Nam, những người mẹ chân lấm tay bùn, những người mẹ mang tấm áo nâu sọc ở trên quê hương Việt Nam, tôi không thấy được một chút gì
một niềm vui ở những người mẹ đó hết cả. Cả một cuộc đời chỉ một chữ khổ mà thôi. Cả một cuộc đời chỉ việc cúi đầu xuống cho đất, đưa lưng cho trời để nuôi con mình có được miếng cơm manh áo như bất cứ một người nào khác. Nhưng mà pháp thoại hôm nay tôi không muốn nói tới nữa những ân đức của cha mẹ cao vời, ai cũng có thể biết được hết cả. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cao như núi Thái Sơn, núi Thái Sơn cao thế nào? Ta chỉ tưởng tượng nó như một ngọn núi cao thấu trời xanh, và công cha nó cũng sẽ cao vời như thế. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn, bởi vì cái nước đó nó chảy mãi mà không bao giờ ngừng hết cả. Thì cái tình thương của mẹ, tình yêu từ trái tim của mẹ, nó cũng chạy mãi không bao giờ ngừng, cho đến hết cả cuộc đời của mẹ, hết cả cuộc đời của con. Nhưng mà pháp thoại hôm nay, cái mà tôi muốn nói đến ở tại cái tu viện Hương Nghiêm này trong ngày lễ Vu Lan, đó là cái sự báo hiếu của một người con Phật xuất gia là như thế nào đối với ân đức cha mẹ của mình. Đúng, những người con Phật bỏ cha bỏ mẹ mà đi tu, mình đã không thể nào có được một những ngày tháng để mà chăm sóc cha mẹ của mình, nấu miếng cơm cho cha cho mẹ, rót một chén nước cho cha cho mẹ. Mình đã hoàn toàn không còn có cơ hội để phụng dưỡng mẹ cha. Vậy thì đâu là cái chỗ báo hiếu của những người con Phật xuất gia đó? Thưa quý vị, không xa lắm đâu. Mấy chục năm trước đây đã từng có một vị đại lão hòa thượng khi mẹ chết. Vị hòa thượng đó làm gì? Đã cất một am tranh bên mồ của mẹ mình để ngồi đó niệm Phật suốt 3 năm cho mẹ. Đó là cái báo hiếu của người tu sĩ quý vị. Nhưng không phải chỉ chừng đó. Tôi đã từng thấy được một vị hòa thượng để làm thực hiện được cái ước nguyện người cha của mình khi chết, chỉ muốn đem cái nắm xương vàng này chôn trên cái mảnh đất quê hương chôn nhau cắt trộn. Mà rồi vị hòa thượng đó đã bằng đôi chân đi bộ của mình, chứ không phải bằng xe bằng cổ như bây giờ, bọc cái xác của người cha của mình trong bao bố, vác từ Nha Trang đi về Quảng Trị để thực hiện được cái ước muốn cuối cùng. Người cha của mình đã bỏ thân ở nơi Nha Trang, Khánh Hòa. Hiếu của những người con Phật xuất gia như thế. Nhưng không chỉ như vậy, không xa đâu, cách đây mấy năm, có một người nữ tu, một sư cô còn nhỏ tuổi, đi qua Mỹ. Cái sư cô đó đã dành dụm cho mình những tháng đầu tiên, ai cho từng đồng dành lại hết tất cả, đem gửi số tiền đó về cho người cha què quặt của mình. Nhưng cái người cha đó đã gửi lại cái số tiền rất ít ỏi đó mà nói với cái đứa con đi xuất gia là người tu sĩ đó thế này: đây không phải là cái mà cha chờ đợi ở nơi con. Người cha đó đã gửi trả lại số tiền đó và chỉ mong con mình tu học cho nên người xuất gia tốt đẹp mà thôi. Báo hiếu mẹ cha ở những người xuất gia là thế nào? Chính là tu cho giỏi, học cho giỏi, phụng sự cho giỏi. Mình là không còn có cơ hội phụng dưỡng mẹ cha ruột thịt, thì mình hãy xem tất cả chúng sanh đều giống như cha mẹ của mình, để mình trải lòng trải thân ra mà phụng sự, không bao giờ được mọi mệt hết tất cả. Thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bỉ lão, tu học nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt. Học hành tu tập không bao giờ mọi mệt hết, phụng sự chúng sanh không bao giờ mọi mệt hết. Đó là cái hành của người xuất gia để báo đáp cái ân đức của cha mẹ đối với mình. Tôi từng được nghe một vị thầy đang có mặt nơi đây kể lại, có một người, có một thầy ở tại
Bình Định, nếu tôi nhớ không lầm. Cái vị thầy đó đi xuất gia từ trước 1975, để rồi sau năm 1975 người cha đi tập kết trở về. Và người cha đó đã là một người cộng sản chính hiệu. Người cha đã trở về và mong gì? Mong cái đứa con mà đã đi xuất gia của mình hãy từ bỏ cái cuộc sống của một người xuất gia để trở về cuộc sống của thế tục. Nhưng mà người con không chịu. Và người, nhưng mà người cha vẫn cứ ép mãi. Và cuối cùng người con đó nói với người cha thế này: được, cha đi theo chủ nghĩa cộng sản có lý tưởng của cha, con đi theo Phật có lý tưởng của con, và cha và con hãy cùng ngồi lại và đem tất cả những cái lý thuyết của bên này bên kia ra mổ xẻ. Nếu như lý thuyết mà cha theo đuổi đó đúng, con sẵn sàng từ bỏ cái chiếc áo của người tu này để trở về cuộc sống của thế tục. Nhưng rồi thưa quý vị, mấy ngày hai cha con ngồi tranh luận với nhau, và cuối cùng người cha đó đã bị khuất phục. Và may mắn làm sao, sau khi người cha khuất phục, người cha đó đã xin được quy y Tam Bảo để trở thành một người con Phật. Tôi có một người đệ tử 5 giờ. Người đệ tử đó xin tôi đi xuất gia ở tại Mỹ này. Nhưng mà tôi nói rằng con của cha có mẹ đang còn ở bên Việt Nam, con hãy về xin cha mẹ, thưa với cha mẹ một lời, rồi con hãy đi xuất gia và qua đây thầy sẽ xuống tóc cho con. Nhưng cái người đó khi trở về bày tỏ cái ý nguyện xin cha mẹ tôi đi xuất gia, cả cha cả mẹ cả gia đình tất cả đều chống đối. Bởi vì cả gia đình đó đều là gia đình cộng sản từ cái thập niên của 1940-50 thế kỷ trước. Cả cha mẹ anh em không ai chấp thuận cho đứa con gái của mình đi xuất gia hết cả. Nhưng cái tâm trí của người con gái cầu đào này rất là mạnh mẽ, chấp nhận tất cả gian khổ, từ miền Bắc mà trốn nhà trốn cửa đi vào từ miền Nam, đi tới gõ cửa chỗ này gõ cửa chỗ khác để xin được xuất gia học đạo mà thôi. Tôi gửi cái người đệ tử này cho một vị ni sư để mà nương theo cái vị ni sư đó và tu đạo học đạo. Và quý vị biết rằng trong hơn 1.5 năm trời, những người cha người mẹ đó, những người anh đó đi tìm khắp tất cả mọi nơi để coi thử đứa con của mình ở đâu, bắt nó trở về. Nhưng rồi đứa con đó mỗi ngày mỗi tiến tới trên cái con đường tu tập đạo nghiệp của mình. Và cuối cùng sau hơn 1 năm trời, cha mẹ đi tìm kiếm đã bắt gặp đứa con của mình trong một ngôi chùa ở tại thành phố Huế. Nhưng rồi trong cuộc nói chuyện, người con đó đã thuyết phục được cả cha cả mẹ cả anh cả chị của mình để cuối cùng hoan hỷ để cho người con gái này được theo đuổi cái lý tưởng của một người con Phật xuất gia. Và rồi thưa quý vị, cha mẹ của cái cô gái này trở về nhà suy nghĩ thế nào không biết. Mãi sau này người cha đó và cả người mẹ cùng với tất cả những người anh chị em cũng đều xin phát tâm đi quy y Tam Bảo hết tất cả. Trong khi mà người cha mẹ đó đi quy Tam Bảo thì người con gái xuất gia này đang học Phật học ở tại Sri Lanka. Và cuối cùng người cha đó để chết đi. Cái vị đệ tử tôi đó gọi qua và nói với tôi rằng cái điều hạnh phúc lớn nhất của con đó là cha của con đã xin quy y Tam Bảo trước khi nhắm mắt lìa đời. Thưa quý vị, tôi kể những câu chuyện đó chỉ để muốn nói một điều: một người con Phật xuất gia không có gì quý để mình báo hiếu cho cha mẹ của mình bằng cách hướng cha mẹ của mình đi về nẻo lành nẻo tốt. Cha mẹ mà cờ bạc rượu chè
hãy làm sao cho cha mẹ biết bỏ cờ bạc rượu chè mà sống cuộc đời lương thiện, lành mạnh. Cha mẹ mà hư hỏng, không theo sống cuộc đời theo năm giới, hãy làm cho cha mẹ biết thọ trì năm giới để sống một cuộc đời tốt đẹp. Cha mẹ không biết quy y tam bảo, hãy làm thế nào cho cha mẹ quy y tam bảo. Người con Phật xuất gia, hãy làm được điều đó cho cha mẹ của mình. Và chỉ cần làm một điều đó thôi, thưa quý vị, đó là người con đang bảo đáp cái ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ của mình. Không có gì quý hơn cái đó đâu. Người tu sĩ có gửi bao nhiêu tiền bạc về cho cha mẹ cũng không quý bằng người con đó, bằng cuộc sống của mình, bằng con người của mình, bằng trái tim biết yêu thương và biết đền đáp ân đức cha mẹ của mình, mà có thể thuyết phục để cho cha mẹ của mình không tin tam bảo mà biết quy tam bảo, làm cho cha mẹ của mình không biết thọ trì năm giới, biết sống cuộc đời theo năm giới, làm cho cha mẹ của mình trở thành một con người hiền lương ở trong xã hội. Làm được như vậy mới là báo hiếu ân đức cha mẹ về mình. Còn gửi tiền gửi bạc về cho cha mẹ, những điều đó không có ý nghĩa bao nhiêu hết cả đâu. Bởi vì thưa quý vị, người con Phật xuất gia mà làm được cái điều như tôi mới vừa nói, thì không chỉ cha mẹ một đời hôm nay sống lương thiện, sống trong sạch, sống lành mạnh, mà cha mẹ đó rồi nhờ cái nhân việc quy tam bảo, việc sống cuộc đời theo năm giới mà tạo được cái nhân lành, để rồi mai sau cũng sẽ được sinh về những cái nơi chốn an lành. Còn có cái hiếu thảo nào quý hơn là cái hiếu thảo như vậy nữa quý vị? Hôm nay lễ Vu Lan Báo Hiếu ở tại cái tu viện Hương Nghiêm, tôi muốn nói một đôi điều như vậy đối với tất cả các thầy, các sư cô, nhất là các thầy, các cô trẻ tuổi. Mình đã đi xuất gia, lại có cơ hội sang tới cái đất nước Hoa Kỳ này. Hãy sống một cuộc đời tốt đẹp. Hãy gìn giữ lại cái lý tưởng của mình, gìn giữ cái sơ tâm trong sáng của mình, và lấy chính mình làm tấm gương để mà đồ trì cho cha mẹ của mình biết bỏ ác làm lành, biết bỏ tà theo chánh. Quý thầy, quý sư cô mà làm được như vậy, đó chính là cái hành báo hiếu của người con Phật xuất gia. Xin cho tất cả chúng ta nơi đây ai cũng thành tựu được cái tâm hiếu hành hiếu của người xuất gia, cũng như tâm hiếu hành hiếu của những người con tài gia đối với cha mẹ của mình ở trong đời. Hãy làm cho cha mẹ của mình biết bỏ ác làm lành. Hãy làm cho cha mẹ của mình biết tin kính tam bảo. Hãy làm cho cha mẹ của mình biết sống cuộc đời theo năm giới, theo 10 điều thiện giới. Được như vậy, thưa quý vị, chúng ta mới có thể thành tựu được ít nhiều cái tâm hiếu, hành hiếu. Như chúng ta vẫn thường nói, tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Xin kính lễ chư vị Tôn Đức Tăng Ni. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính tri ân thời pháp thoại của Hòa Thượng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, biển cả mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kiến công cha. Để tưởng niệm về hai đấng sanh thành đã dày công sanh dưỡng và huấn dục để cho con có được ngày nay, lễ Vu Lan, lễ tưởng niệm và cầu nguyện, xin kính mời đại chúng cài lên ngực áo mình một đóa hoa hồng tưởng niệm. Ai may mắn còn cha còn mẹ thì hãy cài lên ngực áo mình một đóa hoa hồng đỏ. Ai không may mất cha hoặc mẹ, hãy cài lên ngực áo mình một đóa hoa hồng hương. Ai bất hạnh không còn cha còn mẹ trên đời thì hãy cài lên ngực áo mình một đóa hoa hồng trắng mồ côi. Lễ dâng tặng bông hồng bắt đầu, và nhà phẩm bông hồng cài áo sẽ do Phật tử Kim Loan trình bày.
một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn lòng vui xưa. Cưới mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngợi đời không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ là nải chuối buồn cao, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vô liêng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về vì mẹ yêu nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Hồng người cài lên áo đó anh, đó hoa màu hồng người cài lên áo đó em, thì xin anh hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Hãy cùng tôi vui sướng đi.